Ngày mai tất cả chúng ta có phải đi học không ạ? Có người lớn ở đây mà. Ngày mai thứ hai làm sao không đi học? Mấy cô nghe nha, cái này không phải tại con suối nha. Ký đồ của con ra đây á, là để quýnh nhạc thật là mạnh cho các bạn nhảy thật là mệt, để tối nay ngủ ngon, ngày mai đi học đúng giờ. Wow, thân thở càng xuất hiện.